Tuy rằng là với cái thân thể của mình ấy, thì có lẽ mình không phải là một người quá chăm tập thể thao, tuy nhiên thì mình vẫn có quan tâm đến những mẫu tai nghe thể thao. Và hôm nay thì mình muốn gửi tới các bạn một cái mẫu tai nghe thể thao rất là thú vị, đó chính là mẫu Field T1. Mẫu này thú vị ở chỗ ấy là, thứ nhất, cái mức giá của em nó không phải quá cao những tai nghe thể thao khác. Và cái điểm thứ hai đó chính là khả năng chỉ cần mở nắp hộp ra sẽ tự động kết nối với điện thoại. Đây, mình sẽ demo cho các bạn xem cái tính năng này. Đây nha, các bạn nhìn kỹ vào cái phần ở cạnh cục pin của mình. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra này. Vâng, và như các bạn thấy là cuối cùng thì nó đã hiện thị chỉ cần kết nối ở đây. Như vậy lúc này mình chỉ cần mở hộp ra, mình chưa cần rút tai nghe ra ngoài thì ở trên máy đã báo là đã kết nối tai nghe rồi. Có cái hình cục pin đấy, các bạn thấy không? Với cái chiếc tai nghe này thì nó cũng tiện lợi và có phần nào đó giống AirPods. Tuy nhiên thì cái mức giá thời điểm bây giờ mua mới tai nghe này nó không thể nào bằng mức giá một AirPods 1 được, nó vẫn còn rẻ hơn AirPods 1. Trong khi đó những cái gì nó mang lại thì mình thấy rằng khá là ổn đấy chứ. Còn cụ thể thế nào thì mời bạn mình bắt đầu video để tìm hiểu nhá. Và trước khi đi vào cụ thể hơn thì xin cảm ơn Chiến Tài Mobile đã cho mình mượn sản phẩm này để thực video. Bạn nào mà quan tâm thì có thể mua tại Chiến Tài Mobile nhá. Mức giá của em nó mình có tham khảo được khoảng tầm 1,7 triệu gì đó. Nói chung là các bạn vào Chiến Tài để biết được mức giá chính xác nhất. Và trong video này thì mình sẽ cố gắng là chia sẻ thật là nhanh chóng và ngắn gọn về cái tai nghe này, những cái điểm mà mình đã trải nghiệm được mà mình nghĩ rằng các bạn sẽ quan tâm trước khi định mua một cái tai nghe. Mình sẽ chia sẻ ở dựa trên quan điểm đó là một cái tai nghe hướng về thể thao các bạn nhé, vì đây là tai nghe dành cho dòng sport mà. Về cách kết nối cái tai nghe này vào điện thoại thì nó có phần hơi đặc biệt một chút so với những tai nghe trước giờ mình từng gặp. Vì vậy những bạn nào mà đang gặp vấn đề về kết nối thì các bạn hãy đọc kỹ sách hướng dẫn dùng chiếc tai nghe này, trong sách nói rất là rõ, rất là đầy đủ, hướng dẫn cũng dễ hiểu. À, cái này thì mình đã đọc qua rồi thì mình không nói lại, chứ còn nếu sách hướng dẫn mà khó hiểu thì kiểu gì mình chỉ cho các bạn luôn. Với cái hộp này thì các bạn thấy rằng là thiết kế của em nó không phải là quá to, nó cũng khá là gọn. Tuy nhiên khi các bạn nhìn cái phần chiều dày này, đó, thì nó không mỏng một tí nào cả. Và vì việc không mỏng này nên các bạn mà nhét vào túi quần ấy, nó sẽ hơi cộm lên một chút. Nói chung là bạn nam thì mình nghĩ rằng là dễ nhét, nhưng mà túi quần các bạn nữ thì cái câu chuyện này hơi buồn cười, vì các bạn nữ túi quần khá là bé. Cái này mình đã gặp rất là nhiều rồi. Với cái hộp này của chúng ta thì nắp sẽ được giữ bằng nam châm, vì vậy các bạn có lật ngược lại ok không rơi. Thể thao mà phải chắc chắn chứ, thể thao mà lật ngược lại đã rơi chết dở. Có một cái cổng sạc nho nhỏ nằm ở đây, và cái cổng sạc này thì cũng được bịt vào. Đây mình chắc là đi theo tính năng gọi là kháng nước của cái hộp ở đây. Khi mà chúng ta mở ra thì ở bên trong các bạn đang có hai tai nghe thế này, được ghi rõ luôn là Red Pride để các bạn tránh bị nhầm giữa tai trái và tai phải. Đồng thời là với hai tai nghe này thì sẽ có một cái phần vây, và cái phần vây này bám rất là chắc chắn vào tai khi mình đeo luôn. Và đây các bạn nhìn cái phần vây nó bám vào tai mình này, đấy, rất là chắc chắn luôn. Tuy nhiên thì cái chắc chắn này nó lại mang lại một cái điều không tốt với tai của mình là hình như nó hơi bí. Và cái việc bí tai nó làm cho mình không thể nào đeo tai nghe được lâu. Mình chỉ đeo được một thời gian khoảng tầm 30 phút là bắt đầu mình cảm thấy nóng và như kiểu bị chảy nước ở trong tai ấy. Thế là mình quyết định phải tháo tai nghe này ra. Và sau đó mình để tai nguội khoảng tầm và sau đó mình để tai mình khô đi khoảng tầm 5 đến 10 phút rồi mình mới đeo tai nghe này vào tiếp được. Đấy, chứ còn cái trải nghiệm mang lại khi mà đeo thì rất là chắc chắn, các bạn hoàn toàn yên tâm là chúng ta không bị rơi rớt trong quá trình tập luyện thể thao. Nếu như các bạn không tin thì đây để mình đeo hai tai và mình lắc thử cho các bạn xem. Nhưng quan trọng là mình chẳng biết lắc trên nền nhạc gì cả. Này, giật này. Đấy, các bạn thấy không? Không cần cắn láo đu đủ mà giật nhưng mà tai nghe cũng không thể rơi được. Ok nhá, tai nghe hoàn toàn rất chắc chắn trong tai của mình. Hai cái phần vây này các bạn lưu ý này. Tuy là nó giữ chắc chắn thật đấy, thế nhưng mà nó sẽ mang lại cảm giác nó hơi cấn nhẹ ở phần vành tai của bạn. Mặc dù nó đã được làm cong cong thế này rồi nhưng nó vẫn cấn ở phần vành tai. Và nếu như ai là người có vành tai nhạy cảm, cái sụn tai mềm mềm tai của mình ấy, thì rất là dễ bị đau. Ngoài ra các bạn nếu như muốn thay thế thì ở trong hộp còn đi theo rất là nhiều phụ kiện thay thế cho hai cái tai nghe này của chúng ta. Cực kỳ nhiều luôn, phần vây tai cũng thay được này, rồi là phần tip tai cũng có thể thay được. Và như vậy là hết cái phần thiết kế. Tiếp theo đến phần kết nối thì với tai nghe này sẽ là Bluetooth 5.0 và cái độ delay của tai nghe này thì mình thấy rằng cũng khá là thấp. Nó chỉ rơi vào khoảng tầm chắc là nửa giây thôi các bạn, cùng lắm là nửa giây thôi, có khi không đến nửa giây ấy. Và mình còn thấy rằng là cái tốc độ kết nối cũng như cái sự ổn định của tai nghe này còn cao hơn cả cái tai nghe PAMU gì mới nhỉ? PAMU Slide, nó cao hơn PAMU Slide nha. PAMU Slide đôi khi mình dùng nó vẫn bị hiện tượng là tự nhiên hai tai không nghe được, đặc biệt là khi mình nghe cái bài Giọt Cà Phê đầu tiên Mạnh Quỳnh và Trường Vũ hát. Cái bài đấy mình cứ nghe là y rằng cái tai nghe PAMU Slide nó lăn ra, nó không connect được. Trong khi đó cái tai nghe này thì ok, rất là ổn. Bây giờ thì mình đi tiếp về phần chất âm của cái tai nghe này. Bởi vì đây là một cái tai nghe thể thao, mình phải đánh giá chất âm theo kiểu thể thao, không phải đánh giá theo kiểu bình thường được. Và tai nghe thể thao thì quan trọng gì? Chắc chắn các bạn cũng biết rồi, là những bản nhạc nghe nó phải thật là sướng, thật là đã bát, nó phải thật là căng. Và tai nghe này làm được. Bát của em này nghe nó rất sâu, nó rất là chắc và nó cũng cực kỳ là có lực luôn, đánh rất là đanh.
nghe tiếng nào ra tiếng đấy, gọn gàng, không có chuyện bị kéo đuôi. Và một cái điểm mình rất thích ở cái tiếng bass của em này, khi lần đầu tiên mình nghe mình thấy thích rồi, đó chính là cái tiếng bass nó rất là thật, chứ nó không phải là kiểu tiếng bass ảo. Các bạn nào nghe Redmi Edot các bạn thấy không, ui trống đánh uỳnh uỳnh nhưng mà vừa kéo đuôi mà lại vừa giả. Lý do đơn giản thôi là do cái con Redmi Edot nó đánh vào tầng sắc bass rất là mạnh. Vì vậy các bạn nào mà nghe các bạn sẽ cảm thấy ui bass con này phê thế, bass thích thế. Thế nhưng mà thực ra không, bass con này rất là giả. Trong khi đó với tai nghe này thì khác, bass cũng được nhấn vào nhưng tiếng bass rất là thật và nghe rất là sướng. Như vậy những bạn nào mua tai nghe này về để tập thể thao thì số 1 các bạn nhá, nghe rất là thích luôn cái tiếng bass của em nó. Trong cái tầm giá mà 1.6-1.7 triệu, nếu như để so ra đi, mình so các bạn hẳn cái con Bow luôn, con Bow dòng Sport mà có hai cái dây đeo đeo này này, chứ còn con Bow mà còn chỉ có hai cái tai kiểu True Wireless thế này còn đắt hơn nữa. Nhưng mà chất âm con Bow đấy mang lại thì cái tiếng bass của nó nghe nó có phần nó gọn hơn, nhưng mà nó không có lực của cái tai nghe này. Và thật sự nếu để chọn tập thể thao thì mình vẫn chọn cái tai nghe này để tập, bởi vì tiếng bass của nó nghe rất sướng. Rồi, đấy là thành phần quan trọng nhất. Đến cái thành phần nó ít quan trọng hơn một chút đi, là giải mid. Cái tiếng ca sĩ hát thì như thế nào? Tiếng ca sĩ hát thì nghe vẫn hay, vẫn mượt mà, vẫn quyến rũ khi mà mình nghe nhạc vàng. Thế nhưng mà hơi bị lùi về đằng sau một chút. Các bạn cảm tưởng như kiểu cái sân khấu của chúng ta ấy, thì đằng trước là một dàn toàn trống thôi. Xong bắt đầu ca sĩ sẽ hơi lùi đằng sau để hát một tí. Và vì vậy thì giải mid lúc này hơi bị đẩy lùi ra đằng sau. Nói chung là mình nghĩ là không ảnh hưởng đâu. Các bạn khi mà tập thể thao thì cái việc ca sĩ hát chắc chắn rồi, nó cũng sẽ không có bị hiện tượng ảnh hưởng quá nhiều như kiểu là mình ngồi thưởng thức âm nhạc. Vì vậy các bạn yên tâm, giải mid vẫn rất ổn. Còn với giải treble, treble cũng là một điều là mình ngạc nhiên cái tai nghe này. Đầu tiên mình nghĩ rằng ok, bass khủng này, mid hay thì chắc là treble nó kém. Nhưng mà không, treble của tai nghe này nằm ở mức độ là vừa đủ. Và vừa đủ đó có nghĩa là trong bản nhạc mình cần nghe chỗ nào có treble thì cái bản nhạc đấy vẫn có treble, thế nhưng lại không làm cho mình bị chói tai. Với những tai nghe này thì mình nghĩ rằng các bạn hay có thói quen là bật nhạc to lên một tầm 60-70% âm lượng để các bạn nghe trong phòng tập, bởi vì phòng tập nó rất là ồn. Thế nên là các bạn nào mà nghe cái tai nghe có nhiều treble, các bạn sẽ bị chói tai và nghe rất ngắn và các bạn khó chịu, bạn vứt ngay cái tai nghe đi. Thì không, với tai nghe này tiếng treble rất là ổn, không hề bị chói tai. Và các bạn có thể yên tâm là đẩy volume cao lên để thưởng thức cái tai nghe, thưởng thức những cái bản nhạc mà không phải sợ rằng là chúng ta sẽ bị khó chịu. Cuối cùng thì là một cái tiêu chuẩn mà mình thấy rằng những tai nghe thể thao nên có, đó chính là tiêu chuẩn kháng nước. Ở trên tai nghe này có thêm cả kháng bụi nữa, và cụ thể hơn là kháng bụi kháng nước IP65. Các bạn lưu ý nhé, một số tai nghe chỉ là kháng nước IPX5 mà thôi, có nghĩa là bụi vẫn bay vào. Thế nhưng với tai nghe thì hoàn toàn là kháng bụi và kháng nước. Với lại bụi là IP6X, nghĩa là kháng bụi hoàn toàn rồi. Còn kháng nước là IPX5 thì nghĩa là cái tai nghe này nó sẽ kháng nước trong kiểu các bạn có mồ hôi này, hay chẳng may là mưa nhỏ hay mưa phùn nó bay vào tai thì ok, chấp nhận được. Còn nếu các bạn mà đi bơi với tai nghe này thì mình khẳng định với các bạn là cái tai nghe này thăng thiên. Thế nhá, video của mình thì kết thúc ở đây thôi. Và các bạn thấy sao về cái tai nghe này thì các bạn comment cho mình cùng biết, cũng như là những bạn nào mà thấy cái video của mình hữu ích thì các bạn đừng quên để một like, một sub cho kênh của Review OS. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau.